viên Roberto Martinez đã mang đến làn gió mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh nói thế này: "Chúng tôi chỉ vừa có huấn luyện viên mới và những ý tưởng mới, không có làn gió trong lành nào ở đây cả. Giờ mới là giai đoạn chuyển tiếp. Bầu không khí tại đội tuyển Bồ Đào Nha luôn tốt và chưa có điều gì mới mẻ. Điều chúng tôi cần chỉ là động lực mới. Huấn luyện viên mới đã đến và chúng tôi phải tiếp thu những ý tưởng của ông ấy." Điều này trái ngược với những phát biểu của Ronaldo. Trước đó, CR7 đã ca ngợi tân thuyền trưởng Roberto Martinez rằng: "Đó là một chương mới cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Roberto Martinez đã mang đến một làn gió mới." Sau thất bại trước Maroc ở World Cup 2022, Bồ Đào Nha đã chia tay huấn luyện viên Fernando Santos. Giữa nhiều ứng viên, Liên đoàn bóng đá nước này đã chọn Roberto Martinez, người cũng vừa bị đội tuyển Bỉ sa thải vì thành tích tệ hại ở trên đất Qatar. Bồ Đào Nha có khởi đầu khá tốt dưới thời tân thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Đội tuyển đến từ bán đảo Iberia có 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại Euro 2024, lần lượt trước Liechtenstein và Luxembourg, ghi 10 bàn và không thủng lưới lần nào. Với cá nhân Ronaldo, anh cũng tỏa sáng dưới thời huấn luyện viên mới với 4 bàn thắng chia đều cho mỗi trận. Tất nhiên, đây mới chỉ là hai đối thủ yếu của châu Âu và chưa thể giúp huấn luyện viên Martinez chứng tỏ được nhiều điều. Thử thách vẫn còn đang chờ đợi ông ở phía trước. Với lợi thế sân nhà, Scotland nhập cuộc đầy hưng phấn và thực hiện thành công ý đồ đánh phủ đầu trước Tây Ban Nha. Scott McTominay ghi bàn mở tỷ số cho Scotland ngay ở phút thứ 7 bằng cú sút chân trái quyết đoán. Bàn thắng sớm giúp Scotland bình tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Tây Ban Nha tạo ra tỷ lệ cầm bóng lên tới 75% ở trận đấu này nhưng không thể ghi bàn tại Hampden Park. Sang hiệp 2, Scotland tiếp tục chơi chiêu đánh phủ đầu và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau giờ nghỉ. Scott McTominay băng lên sút trái lưới Tây Ban Nha sau nỗ lực đột phá và thực hiện quả tạt bên cánh trái của Kieran Tierney. Cú đúp của Scott McTominay giúp Scotland giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước Tây Ban Nha và độc chiếm ngôi đầu bảng A. Đây cũng là lần đầu tiên Scotland đánh bại Tây Ban Nha sau 39 năm. Ở các trận đấu còn lại của loạt trận vòng loại Euro 2024 diễn ra rạng sáng 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, Na Uy bị Georgia cầm hòa 1-1, Sewell hạ Latvia 1-0, Thụy Sĩ đánh bại Israel 3-0, Belarus thua Romania 1-2 và Kosovo hòa Andorra 1-1. Quỷ đỏ sẽ chi 80 triệu bảng để đổi lấy một năm hợp đồng của cầu thủ sắp bước sang tuổi 30. Kane được cho là đang tính đường rời Spurs sau khi huấn luyện viên Antonio Conte bị sa thải. Chân sút sinh năm 1993 còn hợp đồng đến năm 2024 và chưa có ý định gia hạn thêm với đội bóng Bắc London. Điều này có thể khiến cho Tottenham phải xem xét việc bán Kane nếu không muốn mất trắng cầu thủ được định giá gần 100 triệu bảng. Ở tuổi 29, Harry Kane đang là tay săn bàn số 1 trong lịch sử Tottenham, 271 bàn và tuyển quốc gia Anh, 55 bàn. Ngoài khả năng dứt điểm ấn tượng, Kane còn có thể thi đấu lùi sâu để kết nối tuyến giữa với hàng công. Đây là phẩm chất giúp anh chinh phục huấn luyện viên Erik ten Hag. MU được cho là sẽ dọn đường đón thủ quân tuyển quốc gia Anh bằng việc bán Anthony Martial trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Năm 2021, một câu lạc bộ khác của thành Manchester là Man City đã hỏi mua Harry Kane với giá 100 triệu bảng. Thậm chí, tiền đạo này còn bỏ tập để được về dưới trướng Pep Guardiola nhưng không thành công. Trước thái độ cứng rắn của chủ tịch Daniel Levy, Kane đang ở lại sân vận động Tottenham và gia hạn hợp đồng. Giờ đây, Man City đã không còn quan tâm đến Kane khi họ đã sở hữu Erling Haaland. Vì vậy, MU sẽ bớt đi một đối thủ trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Spurs. Tất nhiên, việc chiêu mộ một cầu thủ thi đấu trong nước sẽ không đơn giản và MU sẽ phải nỗ lực nếu như muốn có được Harry Kane. Hơn thế nữa, họ cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn vì Kane năm nay đã tròn 30 tuổi. Nhiều khả năng, anh sẽ chỉ phục vụ MU ở đỉnh cao được vài mùa giải nữa. Tham gia cùng với Chelsea và PSG trong cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền vệ Manu Kone bên phía Mönchengladbach, đội bóng của Bundesliga muốn ít nhất 44 triệu bảng cho tiền vệ này. Manu Kone là cầu thủ thiên về phòng ngự. Anh được Chelsea nhắm đến để thay thế vị trí của N'Golo Kanté. Với việc mới chỉ 21 tuổi, Manu Kone được cho là rất phù hợp với kế hoạch trẻ hóa đội hình của Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang có một hàng tiền vệ mạnh, nhưng Casemiro, Christian Eriksen, Marcel Sabitzer và Bruno Fernandes đều đã ngoài 30 tuổi. Vòng loại Cúp châu Phi 2024 được trọng tài cho bù giờ đến 40 phút. Ngay hiệp 1, hệ thống chiếu sáng trên sân Benjamin Mkapa bất ngờ vụt tắt trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và cầu thủ. Tổ trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng trận đấu để chờ ban tổ chức khắc phục. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, hệ thống đèn cũng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hai đội đã phải chờ đến 40 phút bù giờ. Cầu thủ hai đội đã ở trên sân với thời gian tương đương 3 hiệp đấu. Tuy nhiên, cổ động viên phải chờ đến phút bù giờ thứ 90+1 mới được chứng kiến bàn thắng. Đó là pha lập công duy nhất trong chiến thắng của Uganda. Trước đó, cũng có một vài trận đấu gây sốt vì thời lượng bù giờ đến vài chục phút, trong đó có những trận đấu tại châu Phi. Việc phải thi đấu với mật độ 2 ngày một trận khiến U23 Việt Nam không còn duy trì được chất lượng thi đấu tốt nhất. Dù được chơi hơn người từ phút 84, nhưng U23 Việt Nam không thể ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu. Kết quả hòa không đều buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Trong khi U23 Kyrgyzstan sút thành công cả 5 loạt đá đầu tiên, Quốc Việt lại thất bại trong loạt sút của mình. Chung cuộc, U23 Việt Nam rời giải với vị trí thứ 10 trong tổng số 10 đội tham dự. Messi đã kết thúc trận đấu giao hữu cuối cùng với đội tuyển Argentina trong đợt tập trung lần này.
Cảm hứng mạnh mẽ giúp anh có thêm một màn trình diễn chất lượng và cùng với đó là những hành động kỳ điểm. Messi đang tận hưởng những ngày tháng khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi trở về với PSG. Hãy cùng theo dõi những hình ảnh từ siêu sao này trong bản tin ngày hôm nay. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lionel Messi đã được Eloy Room, thủ môn bên phía của Đà Cao xin đổi áo. Siêu sao sinh năm 1987 lập tức chấp thuận dù trước đó anh đã được nhiều cầu thủ đề nghị đổi áo. Thủ môn Eloy Room chia sẻ: "Tôi không quan tâm tôi đã thủng lưới mấy bàn. Tôi đã được đổi áo đấu với Messi và tôi yêu anh ấy." Trước đối thủ yếu hơn, Messi tỏa sáng với 3 bàn lần lượt ở phút thứ 20, 33 và 37. Đây là cú hat-trick thứ 9 của Messi trong áo đội tuyển quê hương. Những bàn thắng này giúp cho Messi nâng thành tích trong áo đội tuyển quốc gia lên thành 102 bàn. Trước đó, chỉ hai cầu thủ vượt mốc 100 bàn ở cấp độ đội tuyển là Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, 122 bàn và Ali Daei, Iran, 109 bàn. Sau khi tỏa sáng với 4 bàn trong trận giao hữu thuộc FIFA Day, Messi sẽ trở lại hội quân cùng với PSG để chuẩn bị cho trận đấu gặp Lyon tại Lịch Trăng vào ngày 3 tháng 4. Đây cũng là đấu trường có cơ hội giành danh hiệu duy nhất của Messi trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Xoa nói: "Tôi rất xin lỗi Antonio Conte. Ông ấy là huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã có hành trình tuyệt vời cùng nhau. Tôi cảm ơn Conte rất nhiều. Lẽ ra tôi phải thể hiện tốt hơn nữa, nhưng tôi đã không thể. Tôi không thể giúp đội bóng giành được kết quả tốt và cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm về việc huấn luyện viên bị sa thải. Conte có kinh nghiệm và tư duy ấn tượng. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ sớm có thêm thành công trong sự nghiệp cầm quân." Son đã nói điều này sau khi cùng đội tuyển Hàn Quốc giao hữu với Uruguay. Cũng trong buổi phỏng vấn, Son đặt mục tiêu giúp Spurs giành kết quả tốt nhất trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Sau khi giành được vua phá lưới Premier League 2021-2022, Son Heung-min đã sa sút không phanh. Đến nay, chân sút sinh năm 1992 mới có được 6 bàn ở giải Ngoại Anh. 4 trong số đó được ghi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Sự kém hiệu quả của Son được xem là một phần nguyên nhân khiến cho Tottenham không có kết quả tốt. Đó là lý do vì sao anh cảm thấy có trách nhiệm trước sự ra đi của Conte. 2012 và cũng từng đánh bại đội tuyển Việt Nam, đã chia tay đội tuyển Ả Rập Xê Út. Ông trở về với Pháp và làm huấn luyện viên trưởng tuyển nữ quốc gia Pháp tham dự World Cup bóng đá nữ diễn ra vào tháng 7 tới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã xác nhận thông tin này. Renard nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Pháp và bày tỏ thành ý với cơ hội này. "Chúng tôi nhận tin khoảng 4 ngày trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia và cũng nhận được một lá thư từ Liên đoàn bóng đá Pháp. Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định chấp nhận yêu cầu này." Sau khi cùng Ả Rập Xê Út thua Bolivia ở trận giao hữu hôm 28 tháng 3, ông Renard đưa ra thông báo chia tay. Nhà cầm quân người Pháp trở nên nổi tiếng sau khi giúp Ả Rập Xê Út thi đấu ấn tượng tại World Cup 2022. Tập thể dưới tay của ông Renard đã đánh bại Argentina trong trận đấu ra quân với tỷ số 2-1 dù bị dẫn trước từ sớm. Dù thua cả hai trận đấu còn lại và bị loại từ vòng bảng, nhưng chiến tích đánh bại Argentina của Messi vẫn giúp Ả Rập Xê Út của ông Renard đi vào lịch sử World Cup. Nhà cầm quân này cũng từng có thời gian ngắn tới Việt Nam làm việc khi dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định vào năm 2004. Tờ Sohu đưa tin, nhiều trọng tài nổi tiếng như Manning, Phu Minh hay Giang Lây đang bị điều tra về hành vi dàn xếp tỷ số. Nhóm trọng tài nói trên được cho là luôn nặng tay với các đối thủ của Shanghai Port. Đây là một trong những đội bóng tiếng tăm ở Trung Quốc. Câu lạc bộ Shandong Taishan đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức Super League sau những cuộc đối đầu của Shanghai Port nhưng không nhận được lời hồi đáp. Truyền thông Trung Quốc bình luận rằng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, liên đoàn bóng đá không thuê trọng tài ngoài để cầm còi ở Super League. Do đó, các trọng tài trong nước được trọng dụng nhưng nhiều người không đáp ứng được trình độ chuyên môn. Trong số các trọng tài đang bị điều tra có Manning, gương mặt quen thuộc của người mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng điều khiển nhiều trận đấu của các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ Á Cup 2012-2014 tới vòng chung kết U23 châu Á 2016 và Á Cup 2018. Cầu thủ người Na Uy đang có một mùa giải đầy ấn tượng khi đã ghi được tới 42 bàn thắng. Erling Haaland hiện đang kiếm được 375.000 bảng mỗi tuần. Đây là mức lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh, ngang với thu nhập của Kevin De Bruyne và thủ thành David De Gea. Dù vậy, người đại diện của Erling Haaland là Rafaela Pimenta đã làm dấy lên tin đồn anh sẽ gia nhập câu lạc bộ Real Madrid vào một thời điểm nào đó. Ông cũng nói thêm, Real là điểm đến trong mơ của mọi cầu thủ. Để ngăn chặn động thái này, Man City chuẩn bị gửi lời đề nghị mới có thời hạn thêm một năm với Erling Haaland. Điều đó có nghĩa anh sẽ ràng buộc với đội chủ sân Etihad từ năm 2028. Ngoài ra, mức lương mới dành cho Erling Haaland sẽ là 500.000 bảng một tuần.